Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về những vận hạn nào mà ngăn trở con đường công danh và phát triển của 12 con giáp trong tháng 8 năm Nhâm Dần 2022 về dương lịch. Với vận hạn của 12 con giáp trong tháng 8 là gì? Hãy đón đọc trong bài viết dưới đây, bạn sẽ biết được điều gì nó đang rình rập bạn ở phía trước để bạn còn chủ động mà ứng phó. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về vận hạn của người tuổi Tý trong tháng 8 năm 2022. Với đường sức khỏe của Tý trong tháng này có dấu hiệu giảm sút. Với vận hạn của 12 con giáp trong tháng 8 cho thấy là bạch cổ hung tinh, nó mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho sức khỏe của người tuổi Tý. Chính vì thế, nếu ai đang có bệnh thì nên tìm cách chữa trị kịp thời. Đừng vì ngại hay là sợ mất tiền mà không tuân thủ theo các phác đồ điều trị. Ngoài ra thì dù ở độ tuổi nào đi nữa thì bản mệnh chớ nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức, về sau bạn sẽ nhận ra là cố gắng kiếm thêm được chút tiền là hoàn toàn không xứng đáng để đổi sức khỏe của mình. Về thứ hai là về vận hạn của người tuổi Sửu trong tháng 8. Trong tháng này thì công việc của Sửu có dấu hiệu căng thẳng. Với người tuổi Sửu mà làm công sở thì có một tháng khá căng thẳng là vì có nhiều hạng mục cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này bạn chỉ cần chia nhỏ những nhiệm vụ của mình ra và tập trung xử lý một cách hiệu quả. Bạn vốn là người chăm chỉ làm ăn, chẳng mấy khi nghi ngờ người khác. Tuy nhiên lại có những kẻ đang lợi dụng sự thật thà của bạn đấy. Chính vì thế bạn cần phải hết sức tỉnh táo, tránh cả tin mà vướng họa thị phi. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên là xem nhẹ những lời mà mọi người xì xào, vì có thể đó là một trong những thông tin đáng tin cậy và cần bạn phải tự mình xác minh. Đừng thờ ơ, cuối cùng sẽ bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Về thứ ba là về vận hạn của người tuổi Dần trong tháng 8. Trong tháng này thì tài lộc của Dần có dấu hiệu suy giảm. Trong thời điểm tài chính không quá dư giả, người tuổi Dần nên phải thận trọng trong việc chi tiêu, tránh những chuyện phung phí. Nếu muốn mua những món đồ đắt tiền thì bạn phải lên một kế hoạch trước một khoảng thời gian. Đồng thời bạn cũng nên chú ý đến những sự lựa chọn cá nhân. Làm theo việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, luôn hướng đến những trách nhiệm với bản thân mình và gia đình cùng xã hội. Nhất là những khoản tiền mà bạn chi ra, làm việc gì cũng phải có một mục đích lớn lao sẽ tốt hơn là những việc chi tiêu lạc phật. Còn chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu rạn nứt. Về xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng 8 cho thấy rằng người tuổi Dần với cái tôi rất cao thường xuyên hay nóng giận và cáu gắt khiến cho các mối quan hệ bị rạn nứt. Chính vì vậy mà hãy tìm cách thay đổi tính cách xấu của mình. Đừng cho rằng đó là bản tính của mình thì người khác phải chấp nhận. Trong tháng này bạn cần phải cải thiện các mối quan hệ gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng gây mâu thuẫn với những người thân. Không nên dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã giao. Đặc biệt với những người đã lập gia đình thì đừng vì những chuyện yêu thương chiều chuộng mà buông ra những lời khó nghe. Hành động của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm giác như bạn đang không trân trọng tình cảm của chính họ. Về thứ tư là về vận hạn của người tuổi Mão trong tháng 8. Trong tháng 8 thì dấu hiệu chi tiêu của Mão có dấu hiệu tốn kém. Trong tháng 8 này thì người tuổi Mão thường hay mua sắm những món đồ lặt vặt không quá đắt tiền, nhưng về lâu về dài thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Mão. Với bản mệnh nên phải ưu tiên mua đồ chất lượng hơn, tránh mua những món đồ không dùng thường xuyên, nó gây lãng phí tiền của bạn. Đã đến lúc bạn gia tăng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu, tránh sử dụng thẻ tín dụng
Mua bán quá nhiều có thể làm cho bạn bỏ lỡ những thời khắc quan trọng chỉ vì không có tiền ở trong tương lai. Còn dấu hiệu là nguy cơ về chuyện tình cảm. Với các vợ chồng có thể gặp phải nguy cơ là hôn nhân ở trong tháng này, bởi có không ít người có mới nới cũ rất dễ làm ảnh hưởng những yếu tố ở bên ngoài. Có thể vì sao xuyến một người khác mà bạn bắt đầu lơ là trong việc chăm sóc gia đình nhỏ của chính mình. Không những thế, có người còn về nhà bắt đầu kiếm chuyện gây gổ để có cơ hội tiến nhanh với người bên ngoài. Bạn bắt đầu phạm những sai lầm lớn rồi đó. Chính vì vậy, hãy tỉnh táo rút chân ra khỏi vũng bùn này sớm nhất có thể. Nếu không, bạn sẽ phải hối hận. Về thứ năm là về vận hạn của người tuổi Thìn. Trong tháng 8 có thể xuất hiện kẻ chơi xấu mà bạn không hề hay biết. Có những người họ chỉ cần lợi dụng những sơ hở của bạn để trục lợi mà thôi. Do đó, bạn đừng quá dễ tin người, chớ thật thà quá mà vội vàng tin bất cứ ai. Đồng thời, bạn cũng chỉ nên giúp những ai muốn nhờ đến bạn mà thôi. Nếu không, hành động của bạn có thể sẽ còn làm phiền người khác. Hãy tinh ý hơn một việc là quan sát thái độ của mọi người. Nếu thấy có những việc mình làm đã rất kỹ càng nhưng hiệu quả không cao, thì bạn cũng không nên chủ quan như trước đây. Nếu cần, hãy xem lại từng bước để rà soát xem mình có xảy ra sai sót gì không. Và trong tháng này thì bạn cũng phải đề phòng, rất dễ bị mất tiền. Về trong xem vận hạn của 12 con giáp trong tháng 8 thấy rằng tiểu nhân luôn quấy phá làm ảnh hưởng đến con đường tài lộc của người tuổi Thìn. Chính vì vậy, bạn cần phải thận trọng trong việc là hợp tác làm ăn với người khác, đặc biệt là khi ký kết giấy tờ, nếu không rất dễ nhận phần thiệt về mình. Về thứ sáu là về vận hạn của người tuổi Tỵ trong tháng 8. Đối với Tỵ trong tháng 8 có dấu hiệu tình cảm lạnh nhạt. Với người tuổi Tỵ và nửa kia có vẻ là đang thờ ơ lạnh nhạt với nhau. Dường như đối phương không quan tâm đến sự tồn tại của bạn. Và điều này cũng càng khiến cho bạn trở nên bị tổn thương, tức giận và hung hăng. Thậm chí có nhiều lúc là các cặp đôi chọn đây là thời điểm chấm dứt mối quan hệ tình cảm để không phải đau khổ buồn bực nữa. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những quyết định lớn như vậy, bạn cũng cần phải cân nhắc thận trọng để tránh những việc hối tiếc về sau. Còn người độc thân cũng phải nên nhớ rằng không phải mình tốt bụng, hiền hòa hay tài giỏi là người ta sẽ yêu mình. Và với vấn đề là liên quan đến cảm xúc rất khó nói, vì thế bạn chỉ nên bình tĩnh lại, chờ người phù hợp hơn đến với mình mà thôi. Về thứ bảy là về vận hạn của người tuổi Ngọ trong tháng 8. Trong tháng này thì Ngọ có nguy cơ về đường tài lộc. Với người tuổi Ngọ rất dễ vướng vào những rắc rối khó tránh trong tháng 8 này. Nếu không thận trọng thì mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn khi mà dính dáng đến pháp luật hoặc dính đến chuyện kiện tụng. Về trên thực tế, có rất nhiều người không đáng tin, thậm chí là người thân cũng có thể mượn tiền của bạn nhưng lại không chịu trả. Chính vì thế mà bản mệnh cũng phải biết chọn mặt gửi vàng, có giấy tờ ghi lại rõ ràng để nhằm hạn chế tối thiểu những rắc rối liên quan đến chuyện tiền nong. Còn vấn đề tình duyên có dấu hiệu bất ổn trong tháng 8. Với vận trình tình cảm của bản mệnh là có dấu hiệu bất ổn, người độc thân luôn cảm thấy không thoải mái với các cuộc hẹn hò với người khác giới. Bạn không nên cố gắng gồng mình quá lên làm gì, hãy thoải mái xem đó là cuộc gặp gỡ bạn bè nói chuyện cho vui. Riêng với những ai đã có đôi và lập gia đình thì việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp khiến cho bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Về thứ 8 là về vận hạn của người tuổi Mùi trong tháng 8. Trong tháng này thì có dấu hiệu sai sót trong công việc. Với nhiều rắc rối khủng hoảng thường xảy ra trong công việc của người tuổi Mùi, cũng đã đến lúc bạn nên phải bình tĩnh để tìm kiếm cho mình một con đường mới, một cơ hội mới thay vì luôn ở thế bị động. Nếu có thể xảy ra những sai sót đáng tiếc cũng chỉ vì sự bất cẩn
hoặc do bạn đang đánh giá quá thấp khả năng của mình mà thôi. Đừng quá sợ hãi khi bạn phạm phải sai lầm, vì thông qua những sai lầm, có thể bạn sẽ nhìn nhận được nhiều điều mà mình đã bỏ lỡ trước đây. Về thứ 9 là về vận hạn của người tuổi Thân trong tháng 8. Trong tháng này có dấu hiệu công việc trục trặc và khó khăn. Với người tuổi Thân, rất dễ để xảy ra những sai sót trong công việc khi không thể tập trung. Lúc này bạn cần tìm cách điều chỉnh với lượng công việc trong ngày và tập trung làm thật tốt những nhiệm vụ quan trọng hơn đối với bạn. Nếu có vấn đề xảy ra, bạn cần phải chủ động nhận lỗi và sửa lỗi. Còn nếu tìm cách trốn tránh trách nhiệm thì bạn sẽ làm xấu đi những hình ảnh của bản thân, khiến cho mọi người xung quanh luôn cảm thấy phiền phức rất nhiều. Bởi vì trong tháng có dấu hiệu hung tinh xuất hiện, đem đến nhiều điềm báo tai nạn bất ngờ đến với bạn. Do đó bản mệnh phải luôn đề cao cảnh giác khi tham gia giao thông. Trong tháng này bạn có dấu hiệu là vướng mắc vào chuyện tình cảm. Với người độc thân thì thường thích ở một mình, không thích đến nơi đông người, nên những cơ hội gặp gỡ giao lưu với mọi người là phải hạn chế. Vì thái độ thờ ơ này nên chuyện tình cảm không có dấu hiệu khởi sắc, đó là điều dễ hiểu mà thôi. Với các cặp đôi bắt đầu nhận thấy những khác biệt trong tính cách giữa hai người, có những vướng mắc chưa giải thích hết được ở trong lòng cả hai, dù đôi bên cố gắng rất nhiều nhưng dường như tình cảm cũng không đạt được những điều mà mình mong muốn. Về thứ 10 là về vận hạn của người tuổi Dậu trong tháng 8. Trong tháng này thì có dấu hiệu công việc bị xáo trộn. Với người tuổi Dậu trở nên nhạy cảm hơn khi mà gặp các tình huống khó xử, nên hãy cố gắng tiết chế lời nói để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có, có thể gây ra những rạn nứt trong các mối quan hệ. Có nhiều tác nhân nó gây ngăn trở cho cuộc sống của bạn trong tháng này. Do đó các kế hoạch to lớn nên để sang thời gian khác thì thích hợp hơn. Có nhiều khi một cơ hội đầy triển vọng lại tiềm ẩn những nguy cơ đó. Nếu có ý định nhảy việc thì bạn cũng không nên quá vội vàng, vì có thể bạn sẽ chuyển đến một nơi tệ hơn như chỗ bạn đang làm hiện tại. Còn đường tài lộc có dấu hiệu bị tiêu hao. Tài lộc thì không có dấu hiệu thăng tiến so với những tháng trước, vì bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết các rắc rối. Với con giáp người tuổi Dậu, cần phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, không nên mua sắm bằng khoản tiền tiết kiệm để đề phòng cho những lúc khó khăn. Với những khoản đầu tư được mời chào, đó là lãi suất lớn, thì bạn cần phải tránh xa ngay lập tức. Còn về tình cảm, cũng có dấu hiệu bị khúc mắc. Với người đã có gia đình nên thận trọng, tránh đứng núi này trông núi nọ. Bản thân rất dễ rơi vào tình huống khó xử mà người nhà phải tổn thương. Tốt hơn hết là hãy tập trung vào các mối quan hệ hiện tại, tìm cách để cải thiện, ví dụ như là những bữa tối lãng mạn hoặc những buổi tối đi chơi. Về 11 là vận hạn của người tuổi Tuất trong tháng 8. Đối với Tuất trong tháng 8 thì có dấu hiệu xã giao bất lợi. Với việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến cho người tuổi Tuất phải trải qua những cảm giác bị thất vọng và bị tổn thương. Bạn đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, hãy cố gắng làm việc của mình tốt nhất có thể là được. Bên cạnh đó, có không ít người ghen tị với sự thành công của bạn nên bắt đầu đặt điều nói xấu bạn. Họ thậm chí còn xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó. Với người tuổi Tuất thì hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với mọi tình huống hơn. Về 12 là về vận hạn của người tuổi Hợi trong tháng 8. Trong tháng này có dấu hiệu là gặp nhiều rắc rối. Với người tuổi Hợi rất dễ vướng mắc vào những chuyện rắc rối trong tháng này. Nếu không cẩn thận thì mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là dính dáng đến pháp luật hay là kiện tụng. Trong công việc của bạn tuy đã có chút thành quả nhưng công sức bạn bỏ ra quá lớn, chưa tương xứng với nỗ lực của bạn suốt nhiều năm qua. Cũng đã đến lúc bạn cần phải chững lại một thời gian để thoát ra khỏi sự bận rộn, tìm cách làm việc thông minh hơn,
mà không nhất thiết phải tốn quá nhiều sức lực hay là về chuyện tiền bạc. Còn chuyện tình cảm có dấu hiệu là gặp rất nhiều sóng gió. Với chuyện tình cảm của bản mệnh gặp nhiều sóng gió trong tháng này, với những cặp đôi đang yêu rất dễ có những xung đột chỉ vì bạn đang tìm cách thay đổi đối phương. Hãy hiểu và cảm thông thay vì chê bai điểm chưa tốt của nhau. Với những người đã lập gia đình, có người sẽ nhận ra sự tệ bạc của nửa kia và tìm cách để thoát khỏi các mối quan hệ hiện tại bằng mọi giá. Lúc này bạn nên tập cách buông những thứ cần buông và đừng vùi đầu vào những nỗi buồn quá lâu. Còn người độc thân có thể rơi vào tình huống khó xử khi mà có nhiều đối tượng tấn công. Có thể bạn sẽ bị thu hút bởi 2 đến 3 người theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, bạn buộc phải lựa chọn thay vì để bản thân thành kẻ bắt cá hai tay. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.